Đây anh đang quay cái xe của anh đây, rửa, thấy không? Rửa xe để quay để anh úp chương vợ anh biết tình hình cái xe là phải rửa, nó hao tốn bao nhiêu tiền để anh về báo cáo, phải không? Thấy không các bạn, thấy không? Rửa xe không mướt mát, thấy không? Sao? Đấy, xe mà rửa đầu có đuôi rồi rửa xà bông, cái này là xà bông phải không? Mình tháo khẩu trang ra với mình rửa xe, mình bịt khẩu trang vậy. Bạn thấy không, xe sáng rửa xe thấy không? Ủa em nhiêu tuổi vậy? Dạ. Nhiêu tuổi? 25. Quê ở đâu? Bình Định. Bình Định ha. Huyện nào? Thị xã An Nhơn. An Nhơn ha. Mà sao em bồ anh Sang? Ủa anh Sang Bình Định mà. Ừ, để hai đứa gặp nhau ha. Sao? Yêu lâu chưa? Lâu. Mấy năm rồi? Đó là riêng tư anh ơi. Thì mình hỏi thử, lâu lâu mình quan tâm, mình hỏi thử đồng hương chứ. Ừ. Có quyền không trả lời. Không có quyền trả lời ha. Lỗ xe nó bị lỗ rồi gì đây ta? Không có giá anh ơi. À, không giá ha. Ừ. Bộ giá giá luôn. Đây mình quay xe để em biết tại lúc nào mà chi phí nó hao hụt 20 ngàn, 30 ngàn mình cũng phải về mình báo cáo, phải không? Ngàn lem quên sang nó xuống à. Ủa em tên gì? Dạ. Em tên gì? Em tên My. My ha. Ủa anh ở Bình Định luôn hả? Ở Bình Định. Vậy mình hỏi. Ừ. Đâu có đâu, thì công việc đây là bình thường mà. Thấy em nó rửa xe, anh quảng cáo BR Marketing rồi thấy không? Thấy không? Quay phim sang đâu nói gì đâu. Đưa lên luôn ha. Ừ. Các bạn thấy sáng rửa xe sạch nhất luôn quận 12 luôn á, địa chỉ ngay chung cư Hưng Ngân á. Anh thấy xe có người đẹp rửa không? Ừ, trời, rửa xe là phải con gái rửa đúng rồi. Tự nhiên cái giá trị xe mình nó tăng lên chút xíu á các bạn ha. Hay rửa xe kỹ không? Thấy không? Thấy không? Lấy nhiều này lấy nhiều. 30 ha. Ủa, ở Bình Định có giỏ không em? Có giỏ không? Không ấy. Ủa nhớ ăn nhường có mà. À, ủa, không học giỏ hay? Ủa Tây Phước mới có phải không? Ăn nhường không có phải không? Tây Sơn có hả? Tây Sơn. Tây Sơn nghe. Thấy không? Các bạn ơi rửa xì kỹ không? Ai ở chung cư gần tí nữa quay số điện thoại cho các bạn coi luôn nha. Gọi tới ấy. Ừ. Mình thường thường thấy mấy người ta đâu cần phải chờ, em chờ kỹ vậy? Thì tính lấy tiền thêm thì thấy quay phim. Chỉ nữa thấy quay phim chứ bữa sang nó rửa đâu có như ái đâu có chài đâu mà chắc cũng thấy quay phim á. Chà hết không? Có rồi chà mơ. Ừ. Sáng quên á. Dạ rồi, dạ rồi, nó trừ tiền bữa ra chứ. Nó bù vô chứ làm gì. Ừ, chắc quay phim làm kỹ các bạn ha. Ừ. Thôi, khỏi chà hả? Thôi thì chà cũng được, ấy là chà quay phim mà. Khỏi chà cũng được chứ đâu mà. Thấy không? Ai có quay phim. Sao tới phụ ấy? Ừ, tới phụ. Đi làm mà. Con gái Bình Định tránh bếp đi. Thấy không? Con gái mấy con gái Đà Lạt nó tránh nhà, con gái Bình Định cũng tránh búp. Thì bây giờ vợ anh đang thu lùi lùi à. Ừ, xài kim trộn không? Không. Ha, thấy không? Tề trắng bóc trắng bờ ha các bạn. Nhìn cái tay con gái miền Trung mà nó khác cái tay mấy đứa con gái miền Tây. Thì mấy đứa con gái miền Tây cái tay nó dài thòng lòn à. Ờ, dài thòng lòn. Ừ. Thấy không? Coi tay trắng bắp không? Thấy không? Con kéo kem luôn. Ừ. Tiếc bây giờ nó đeo khẩu trang mà nó biết cái mặt nó là sao đó nha các bạn. Biết thấy còn hai con mắt không à. Đẹp gái lắm à. Ừ, đẹp gái á. Đây vợ của con bạn. Chừng nào cưới sang?
Chàng nào cứ? Chàng nào có bầu cứ à? Thấy không? Chà kỹ không? Ủa tháng ngày hôm qua thấy cầm hồ sơ đi xin việc mà có chưa? Chừng nào đi làm? Thứ năm mấy làm gì? Sale hay? Không chạy kỹ á. Có công an chuyện làm. Nghề rửa còn 10 chiếc là cũng kiếm được trừ mọi chi phí ra cũng còn đường trăm rưỡi. Sao ba mất 50. Nhưng mà tiền nó đang đi chơi rồi. Bữa khác cả cứ cầm ra rồi không sao cả. Anh uống rồi. Ấy. Ừ, xe mình rửa lên nhìn đẹp chứ. Ừ, đem ra làm ngày sáng mà. Ừ, sao xe rửa lâu chắc nó vừa quá vừa. Ra nó lỡ nhịp rồi mà. Không có chân cản nó ấy rồi, bây giờ nó cũng bớt. Này rửa xe chắc trả gốc mới làm gì nghề trả anh em ngàn trả anh em nghề một tuần. Ngoài nó đá ngày sáng thấy chưa? Không bị xi mà đang bị xi. Còn xi này nó gắn bó với mình mấy chục năm mà mười mấy năm mà. Gạo thì sổ chứ không đi ơi. Có con này sổ chứ gạo thôi không đi ơi. Hai ôm ba ôm gì cũng được nhưng mà ngày 25. Tụi em vô Sài Gòn này lâu chưa? Chứ hôm nay cho ăn rồi. Vô 2014 nghe. Rồi Lam cũng ở cùng quê luôn hay sao? Dạ. Lam ở quên sang ở cùng quê luôn hả? Dạ. Còn 3 ký mới nghe. Không chơi được. Mới gà to rồi chơi. Thì thấy kỹ, xe rồi ấy thấy không? Thấy sạch sẽ liền nghe không? Rồi hai qua gì? Đi. Hử? Đi xe này bao nhiêu năm rồi? Xe này anh đi lâu rồi, mười mấy năm rồi. Mua xe mới hả? Cái gạt chân chân chống mà nó mòn luôn rồi kìa. Ừ. Xe mới tiền đâu mua xe mới. Mua xe mới phải rửa rồi nữa mệt, thấy không? Giờ xe này bán nhiêu rồi? Xe này chắc bán được 3 triệu quá. Đúng dịch vụ mà rửa xe thấy hay dài là ưng này. À. Sao không lụm tiền rồi nha quý vị. Ngày trước đi rồi vậy rồi. Đá cái tài cố cùng. Lúc đầu vô hay còn số nhau đá. Rồi rửa tiếp xe đây luôn thấy không? Xong xin luôn xe đó. Từ từ đang trà xong rồi. Khoảng hôm nay một hai giờ anh em đi cho nó đưa mang về để cho tôi chạy. Nhưng mà cái bông cái bột nó một tí nữa cứng lại là nó xịt. Có đâu? Tí nó còn tiếc nữa mà. Tiếc nữa. Có lý đồng chí nào đó. Để xem đồng chí nào sắp xếp được có gì ý ấy nào được. Ok bạn. Thôi cũng được rồi chứ. Xe nhà. Mai mốt mình thiết kế trang phục đồ lại nó chuyên nghiệp hơn nữa là. Hôm nay có cô gái đẹp rửa xe. À, ngon lành ha. Tí nữa dùm mà. Còn quay phim nữa chứ. Ừ, được quay phim nữa. Ừ, bữa giờ mà không ai quay phim, bữa nay được quay phim phải không? Thôi đừng quay nữa. Quay mới có 8 phút rồi. Mới quen yêu nhau chưa cứ mà nó bắt rửa xe vậy thôi, với mai muốn cứ rồi nó hành thôi với chịu gì nấu nữa. Thiệt á. Thằng quý mà. Đang phải chữ đây gì cho vay gì đây ông nội ơi công việc đấy à, nó ghi cái gì đây đấy ghi bút ấy luôn à ghi luôn ghê gì cái này sao mà chừa cho ra lái xăng mới chùi mới ra. Không định là đâu sắp xếp vô tính. Tức là làm để kiếm tiền cưới nhau cái này. Ừ đúng rồi. Cái đó là cái đẳng cấp. Mình đi tự lập từng bước. Hồi xưa nhỏ em tao
Rất nhiều cái chi phí. Nếu dụ mà đi khách sạn một lần. Ở sống chồng không phải đây, ví dụ cuối tuần mình đi uống cà phê chứ không lại đêm nhá nhào đi làm ly cà phê. Ừ. Mà khi làm ly cà phê. Cũng có lý. Cho nên những cái khoản tiền đó cũng lại đó là khoản tiền để xây dựng cái gia đình. Ừ. Không cũng. Khách sạn ví dụ đi phòng quạt 80 mà đi phòng lạnh 150. Ừ. Tuần một tháng thì mình đi ít nhất khoảng 10 lần. Đi con chút thôi, mà ở đêm ấy, ví dụ phòng cho tốt, phải tầm 500. Rồi, 500. 500. Mà một tuần mày đi 3 lần, thì mất 1 triệu rưỡi. Mình lại sướng sướng hơn hắn lấy 6 lần, thì mất mẹ nó 3 triệu. Mà một tháng thì mày vui quá, thì mình làm ít nhất là tầm 10 triệu, từ 8 tới 10 triệu. Cái tiền đó là để ta làm cho mình được. Cũng có lý. Anh hồi đó là tôi sắp xếp gạo. Gài vô luôn là bắt về chân luôn. Thì mình hạch toán cái kinh tế ra ha. Như ra, sau này cưới nhau. Cho nên tao cưới vợ là đâu có nhà. Như thằng Sang đây, đó, thấy không? Lâu lâu nó nghỉ, nó cứ rau rau rủ, uống vài chai. Uống vài chai cái anh Sang rủ anh Viễn ở đi massage anh Viễn. Bữa anh Sang rủ nữa, bữa nhậu nướng con mua nó làm con cá ăn kia rử nè. Lúc này công việc sao? Rủ anh Viễn thôi mình nhậu xong đi massage đó. Có ông có nữa. Ông cứ cự. Mà bây giờ cái đội xe bên này thì nó độ cao quá. Sướng vui quá cự. Nó xa thường tí mới nghĩ tầm bài bà chị. Anh Sang anh cứ rảnh là anh có mớ phía ghế VIP ấy đưa. Trước nó làm sồn nó xa. Không, bãi gỗ là mình kiếm mình bán đất luôn. Nước thì không dám bán, cái đất là bán ngay. Con bạn em mà nó biết xúc bình sang con đá trứng cút. Nó hỏi ông lên miền Tây không? Ông có xúc bình sang con lần nào chưa? Vô quảng lắm. Cũng bị làm. Bằng nội gián năm nay là phải làm tới nửa năm sau hoàn thành. Ông cậu nắm lại, nắm tức là cái bãi đất chỗ luôn, hiểu không? Tức là bán cho ai, bán chỗ nào, cháu phải xin phép luôn. Ráp về luôn là cái luôn chứ không có. Không có lấy đất chỗ này mà bán chỗ khác. Xin phép để bán chỗ đó luôn. Mệt chưa? Hiểu không? Chờ nó thiệt chứ, nghề mà rửa hai cái thì chà chà vậy. Ủa như không cái, không có cái thiết bị nào nó bắn vô cái nó sập luôn đi. Mở thầu gì thấy không nhỉ? Kìa, cái máy bắn bọt kìa. Do em hình như bữa nay em mấy đứa thằng kia nó rửa làm biến lắm, em chà vậy với thằng gì, thằng ốm ốm ấy tù nó xịt tòn rồi nó dán cái bìu lên đi xì xe ông ra lụm tiền thiệt mà. Ý là phải uy tín nha hay. Chất lượng đưa lên hàng đầu. Em có rửa ô tô không? Không. Bởi vì trong cái chương trình này, lâu dài về bên. Chính nào các bạn? Đó, giờ anh chính vô này ha các bạn ha. Nãy. Cùng tính là chỗ mấy em bọn nghệ hoành chỗ hôm qua
tầm rửa một cái xe mất 10 phút, hai cây 15 phút. Để xịt đến này chứ. Nãy giờ. Dạ.